Chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại của Đèn Đồng Tháp. Như bà con đã biết thì con ốc là loài đẻ trứng, vì vậy việc ấp trứng là khâu rất là quan trọng để chúng ta tạo ra con giống. Hôm nay thì khá nhiều bà con đã liên hệ bên em nhờ tư vấn về cái quá trình ấp trứng. Hôm nay bên em xin tổng hợp lại và gửi đến bà con một cái video về chủ đề ấp trứng để bà con có thể hiểu sâu hơn về quá trình ấp trứng, qua đó có thể giúp bà con ấp trứng đạt được tỷ lệ nở cao và thu được con giống. Em xin gửi đến bà con 4 cái nội dung chính sau. Thứ nhất là một số hình ảnh về sự thay đổi của trứng từ ngày ấp đầu tiên cho đến ngày ấp thứ 17. Thứ hai là các yếu tố quyết định đến cái tỷ lệ nở của trứng. Thứ ba là cái thời gian mà chúng ta nhận biết được trứng nở hay không nở. Và cuối cùng là những cái lưu ý khi chúng ta ấp trứng. Sinh vào cái yếu tố đầu tiên để quyết định đến tỷ lệ nở của trứng, đó là cái thời gian sinh sản của con ốc bố mẹ. Tùy theo từng mùa thì cái tỷ lệ nở của con ốc nó khác nhau. Như ở trong miền Nam thì sẽ có mùa mưa là từ tháng 6 cho đến tháng 9, thì cái tỷ lệ nở của cái trứng trong khoảng thời gian này là sẽ thấp hơn các cái tháng bình thường, từ 30 đến 40%. Có nghĩa là chúng ta thu trứng và ấp trứng trong 3 cái mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9 á, thì cái tỷ lệ nở của trứng nó sẽ nằm từ 60 đến 70%. Còn ở ngoài miền Bắc thì sẽ có mùa lạnh là từ tháng 9 cho tới tháng 2 năm sau, là cái tỷ lệ nở của trứng nó rất thấp và hầu như là nó không nở, hoặc là nở ra thì cái tỷ lệ sống của con giống nó rất là thấp. Yếu tố thứ hai quyết định đến cái khả năng nở của trứng, đó là cái sự thụ tinh của một quả trứng. Đây, như bà con quan sát, những cái hạt trứng mà có cái màu trắng đục, những hạt trứng đấy được thụ tinh. Còn những cái hạt trứng nào mà có cái màu trắng tinh luôn là trứng nó không được thụ tinh. Và những cái trứng không được thụ tinh thì nó sẽ không nở. Cái yếu tố thứ ba quyết định đến tỷ lệ nở, đó là cái yếu tố môi trường, là ánh sáng, là gió. Thì hai yếu tố này sẽ làm cho cái trứng nó khô. Khi mà nó khô thì nó sẽ không có nở. Và yếu tố thứ ba là cái độ ẩm. Do trời mưa hoặc là trong quá trình ấp bà con xịt nước quá nhiều thì cái trứng nó sẽ bị úng và dẫn đến không nở. Cái yếu tố cuối cùng đó là do yếu tố con người, thì do là chúng ta thu trứng muộn dẫn đến trứng bị khô hoặc là bị úng do nước. Cái thứ hai là do quá trình vận chuyển, chúng ta làm dập trứng. Và cuối cùng là cái cách ấp của mỗi người thì sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ nở của trứng. Một quả trứng tính từ lúc mới đẻ và được ấp đúng cách thì đến ngày thứ 7 trứng sẽ bắt đầu chuyển màu và hình thành phôi ốc con. Khi đó chúng ta sẽ quan sát và nhận biết được trứng nở hay không nở. Như bà con quan sát ở đây là trứng đã được ấp 7 ngày. Những cái trứng mà nó đã chuyển sang màu đen sạm và khi chúng ta đụng vào thì nó sẽ mềm và bên trong có phôi ốc con và nước. Những cái trứng này thì nó sẽ bắt đầu nở. Còn những trứng còn lại như quả trứng này, 2-3 quả trứng này là nó không có mềm mà nó cứng. Những trứng này là bị thối và sẽ không nở. Chúng ta có 3 giai đoạn cần lưu ý. Giai đoạn thứ nhất là từ ngày ấp đầu tiên cho tới ngày ấp thứ 7. Đây là giai đoạn quyết định đến khả năng nở của trứng. Trong giai đoạn này thì chúng ta không được để cho trứng tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng hoặc gió thì sẽ làm khô trứng. Hoặc là không được xịt nước quá nhiều. Xịt nước quá nhiều sẽ làm úng trứng. Thì bên em đã hướng dẫn rất là nhiều bà con một cái cách ấp trứng, đó là ấp trong cái thùng xốp. Thì cách này là bên em đã hướng dẫn một cái video riêng rồi, bà con có thể tham khảo lại, một cái link bên em để dưới phần mô tả. Trong cái 7 ngày ấp trứng đầu tiên này, bà con chỉ lưu ý đó là chúng ta nên xịt nước một ngày một lần
và nên đậy kín nắp thùng. Vì khi mà chúng ta đậy kín nắp thùng thì bên trong nó sẽ có giữ được cái nhiệt độ ổn định để ấp trứng và không có ánh nắng và gió làm khô trứng. Và chúng ta sẽ qua giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn từ ngày ấp thứ 7 cho đến ngày thứ 13. Giai đoạn này thì trứng sẽ bắt đầu chuyển màu và hình thành cái phôi ấp con. Trong giai đoạn này thì chúng ta cũng xịt nước một lần một ngày và chúng ta có thể mở hé cái nắp thùng ra. Trong giai đoạn này thì gió nó sẽ không có làm khô trứng, nhưng mà nếu mà nắng vào thì cũng sẽ làm khô trứng, nên bà con đừng có đem trứng ra cái ánh nắng là được. Khi mà chúng ta ấp được tới ngày thứ 13 thì chúng ta nên để vào thùng một ít cái thủy sinh như là bèo hoặc là gông, để khi mà con ốc nở xuống nó sẽ có cái thủy sinh để nó bám vào. Và giai đoạn cuối cùng đó là giai đoạn từ ngày thứ 14 trở đi. Giai đoạn này là giai đoạn nở của trứng. Giai đoạn này thì chúng ta sẽ không đậy nắp thùng nữa, vì nếu chúng ta đậy cái nắp thùng thì con ốc nó sẽ bị thiếu oxy, thì nó sẽ bò lên cái bể ấp. Và hàng ngày thì con ốc nó nở xuống, nó sẽ đeo vào cái thủy sinh, thì chúng ta nên vớt đi, vớt ốc nở đó ra một cái bể khác để dưỡng và tiến hành thay nước, đồng thời bỏ thủy sinh khác vào. Tới ngày thứ 17 mà chậm nhất từ ngày 20 thì con ốc nó sẽ nở hết. Thì sau khi quá trình ấp xong là chúng ta sẽ qua cái quá trình dưỡng con giống sau khi nở. Bên em đã có làm một cái video để dưỡng con giống sau khi nở, bà con có thể tham khảo lại. Phần link bên em sẽ để dưới phần mô tả. Thì em cũng đã trình bày xong các cái câu hỏi mà bà con quan tâm đến quá trình ấp trứng. Thì hy vọng là qua video này sẽ giúp bà con ấp trứng đạt được tỷ lệ cao hơn và thu được con giống. Thôi thì em cũng rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Nếu bà con nào mà có câu hỏi gì thì bà con có thể để lại dưới phần bình luận, để bên em sẽ tiếp tục tổng hợp và gửi đến bà con. Thôi em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Và nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.